Kinh Hoằng Đạo Quảng Hiện Tam Muội, quyển 2. Phẩm 4. Thỉnh Như Lai. Khi ấy, A Đậu Đạt tự mình cùng các quyến thuộc cúi lại Đức Thế Tôn, quỳ gối chắp tay bạch Phật: "Xin thỉnh Thế Tôn, hạ cố oai thần đi đến ao lớn Vô Nhiệt an trụ 3 tháng để chúng con đem lòng thành cúng dường Thánh Tôn, cúng dường các Bồ Tát Biện Quả Thần Công Thần Thông cùng với các đệ tử lớn của Thánh Tôn. Mong Đức Phật thương xót chấp nhận sự thỉnh cầu của con." Vì sao? Vì chúng con cúng dường là để hướng đến bậc Chí Chân Chánh Giác. Vậy có phù hợp với nghi thức của Như Lai không? Quý mong được nghe đấng vắng lặng cao tột chỉ dạy cho chúng con dùng pháp nào để cúng dường cho phù hợp. Chúng con suy nghĩ rằng được nghe lại hình tượng pháp cúng dường như vậy sẽ khiến tâm luôn an lạc. Đó có phải là cách phụng thờ Tam Bảo không? Đức Thế Tôn không nhận sự thỉnh cầu ấy. Long Vương lại thỉnh 2 tháng, nhưng Đức Như Lai vẫn không nhận. Long Vương lại thỉnh 1 tháng, nhưng Đức Thế Tôn vẫn không nhận. Long Vương lại thỉnh 1/2 tháng, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi ấy Long Vương cùng với quyến thuộc tùy tùng thấy Đức Thế Tôn đã nhận lời nên hân hoan sung sướng, liền sinh lòng lành nhiễu quanh Phật 3 vòng, đổi mây, ùng, sấm chớp, mưa tuôn khắp mặt đất. Bỗng nhiên trong khoảnh khắc, họ đều bay về cung điện của mình. Khi A Nậu Đạt đến ngồi nơi chánh điện của mình, liền cho gọi 500 trưởng tử, tên các trưởng tử là Thiện Nha, Thiện Thí, Thiện Ý, Thiện Minh, Năng Diệt, Tịch Tướng, Cảm Động, Đại Oai, Cam Oai, Cam Quyền, Cam Đức, Phổ Xưng, Oai Dũng, Trì Mật, Nhẫn Lực, Hành Tường, vân vân. 500 trưởng tử như vậy, thời xưa đã trồng đạo vô thượng chánh chân rồi. Long Viên liền bảo họ: "Này các con, nay ta đã thỉnh Đức Như Lai, là bậc vô trước, bình đẳng, chánh giác và chúng Bồ Tát, cùng các đệ tử của Ngài. Suốt trong 1/2 tháng, Đức Thế Tôn chánh giác đã rũ lòng đại bi, thương xót, khởi lòng thương rộng lớn, chấp nhận lời thỉnh cầu của ta. Vì các ngươi nên một lòng cùng nhau siêng năng hết lòng cung kính Đức Thế Tôn Như Lai Chí Chân, siêng năng nhớ nghĩ đến vô thường. Mỗi người phải vắng lặng khiêm nhường cung kính ở đây chờ đợi Đức Như Lai, cần phải xả bỏ tâm ý dâm dục và những thú vui của loài rồng, trừ bỏ tham nộ hại địa dục sắc thanh hương vị Phật trơn mệnh." Vì sao vậy? Vì Đức Thế Tôn nhờ vô dục mà được an lành, tốt đẹp, nhân từ, tao nhã, suy xét rõ ràng, tùy thuận điều phục và vắng lặng, hiển lộ đầy đủ các đức. Các người hầu đi theo vây quanh, vô lượng dung nghi dung, tất cả đều nhờ thực hành các giới chân chánh của chư Phật mà có. Vì vậy các ngươi trong 1/2 tháng này không được vào cung điện, phải trừ bỏ những nhớ nghĩ về dâm, nhuế, ngu si. Lại nữa, khi Đức Như Lai tuyên giảng chánh pháp, chắc chắn có các Bồ Tát Thần Thông, Thích Phạm, Thiên Tử, Trì Thế, Túc Tịnh ở các phương khác sẽ đồng đến dự hội. Các ngươi phải siêng nhớ nghĩ, tập hợp các hiền thần, nghiêm sức cho được rỡ, chớ có làm biến, để các hội chúng thấy xong vui mừng nhảy nhót. Đó mới là chân chánh cúng dường Đức Như Lai. Khi A Nậu Đạt đã ra lệnh xong, liền vì Đức Như Lai trong ao Vô Nhiệt dưới núi Tuyết Sơn hóa làm một tòa Tịnh Lâu Ly, thật hoàn hảo, cao rộng đến 700 do tuần, rất đặc biệt và kỳ lạ, chung quanh thật đẹp, đặt 84.000 các báu đủ loại xen kẽ với những cây báu lạ, dùng các ngọc ngà cho báu để trang sức, có ánh sáng đẹp, trầm sắc tinh vi rực rỡ, tỏa ra hương thơm. Ở giữa các cây hóa làm 84.000 nhà bằng 7 báu, ánh sáng các ngọc báu phản chiếu thật đẹp, không có gì sánh bằng. Đặt ở 10 vạn giao lộ, những lá phướng thêu, những sâu, các ngọc trần châu đỏ đẹp lạ lùng, thòng xuống. Ở trên các điện có tòa sư tử, gồm cả thảy 84.000 tòa, tất cả đều cao rộng, trải lên trên sàn tọa những tấm dạ đủ màu, tuyệt đẹp vô giá. Đặt ở các giao lộ đủ các loại báu. Ở trên điện đường có 2.000 thể nữ loài rồng, hình sắc tuyệt đẹp, dáng vẻ đẹp vô cùng, sắc mặt rạng rỡ như hoa. Miệng tỏa mùi hương thơm, tay cầm đủ các loại hoa, hương bột, hương xoa. Tấu các kỹ nhạc, ca vịnh công đức của Phật làm cho chúng hội tộc vui vẻ. Ở trên hư không hóa làm lòng báu lớn, bao trùm cả ngàn cho tuần, châu, ngọc, trạm, chạm trổ. Trong lòng báu ấy, có vô số màu sắc treo phướng làm bằng lụa đẹp.
Nhưng giữa phố lộ ấy, treo các chuông lên báu, phong cảnh điều hòa âm nhạc du dương. Khi Long Vương dọn món ăn trăm vị chuẩn bị đầy đủ, các việc biến hóa đã xong, ông cùng với quyến thuộc cung kính chắp tay hướng về Đức Phật quỳ gối, từ xa thưa Đức Thế Tôn với ý cung kính, cung thỉnh, dùng bài tụng ngợi khen. Kho tuệ trí lớn tích lũy đất, tuệ đạt không đắm, khéo dẫn chúng, tuệ lớn lan khắp không chướng ngại, xuất tuệ tột đỉnh giáng thần quang. Hiểu tuệ tâm hành chỉ đại nhân, xem xét mười phương loài chúng sinh, thần tôn tối thượng nhận con thịnh, nhớ nghĩ xót thương đến đúng thời. Biết đủ không tham sống giản dị, phước nhiều kỹ xét thánh đạo sư, làm tốt thật tinh biết ý chúng, thời gian đã đến sinh hạ cố, Đức Phật vang khắp hạnh bằng vua, làm bạn không thỉnh khởi niệm khắp, chỉ nhân thanh tịnh như hư không. Con chuẩn bị xong chờ thần tôn, oai ngự mười phương cứu giúp đời, Phật sự 18 đều có đủ, độ chúng đứng đầu hạnh từ bi, nguyện Phật cùng chúng thời đã đến, sắc tốt thẳng ngay, thân tướng đẹp, ngọc quý đủ thứ hoa trăm màu, tâm Phật vui vẻ ban tuệ pháp, Phật thượng đại nhân xin xét thời. Tiếng phạm thanh tịnh như sấm sét, loan phụng reo mừng sư tự bước, đầy đủ diệu âm ai cũng thích, mọi người hy vọng được nhìn thấy, 3.000 cõi Phật không đâu bằng, không ai biết được tâm Như Lai. Thánh Tôn thấy rõ hạnh chúng sinh, việc tu thường đúng thời mới dạy, biết lúc phổ độ Phật quyền biến, thấu rõ chúng sinh có thánh tuệ, sẽ kỹ hành động bằng mắt sáng, oai thần đầy đủ nguyện chiếu soi. Chúng sinh thảy đều rất khát ngưỡng, mờ lực giữ oai thế không mạng, đức của đại nhân mạnh mẽ thế, tánh thánh xót thương hơn thế nữa. Hổ thẹn đầy đủ đức cao tột, nhấn nếu cứu vớt chúng sinh vô biên, thầy bạn vô song cùng cứu đời, lòng thương giáo hóa vô số rộng. Ở đời oai đức rộng cứu tế, biết rõ các hành nên như ý, khai mở chỉ đường chỉ thiên tôn, thân túc nhẹ nhàng xin đến dự. Bây giờ Đức Thế Tôn biết A Đậu Đạt thỉnh nguyện, thời gian đã đến, liền bảo các tỳ kheo đắp y ôm bát cùng đến phó hội. Long Vương vô diệt quỳ gối từ xa thưa: Chư Tôn đã chấp nhận con cúng dường nửa tháng, vậy bây giờ xin chư vị quan lâm. Bây giờ 84.000 vị Bồ Tát đều là những bậc đại thần thông, đức đầy, quả đủ, cùng 2.000 đệ tử cũng là bậc thần túc cao tột theo hầu, tất cả nhiễu quanh Đức Thế Tôn rồi ra đi. Đức Như Lai chí chân từ đỉnh núi Thứu bỗng bay lên hư không, dùng thần lực mà đi, toàn sắc thân của Phật phóng ra vô số trăm ngàn ánh sáng, chiếu khắp tam thiên đại thiên cảnh giới, chỗ nào cũng rực sáng. Các trời của cõi dục và cõi sắc đều thấy Đức Thế Tôn phát ra vô số ánh sáng bay lên hư không, nên tự bảo nhau: Đức thần Tôn đi đến chỗ vua vô nhiệt, sắp đem pháp giáo hóa, vừa nói nghĩa sâu xa rốt ráo, vì vậy nên mới có đại chúng vây quanh. Ngay trong nửa tháng ấy, nhiều chúng của các trời, số đến trăm ngàn được thấy Đức Thế Tôn và được nghe thuyết pháp, họ lại được xem thấy sự cảm biến trang nghiêm do vua vô nhiệt tạo ra, nên khiến Đức Thế Tôn mới đi đến nơi đó. Khi ấy các thiên tử ai cũng khởi nghĩ, ý nghĩ cúng dường Đức Như Lai, hoặc muốn rải hoa, hoặc làm mưa danh hương, hoặc tấu nhạc trời để ca ngợi công đức của Phật, hoặc theo đủ các loại cờ phướng lộng, hoặc kết giải lụa năm màu đi theo Đức Như Lai. Thân Đức Thế Tôn chiếu sáng rực rỡ, hơn cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng tinh tú và cả ánh sáng của các trời. Hoa thần của Đức Thánh Phật chiếu sáng vô lượng, căn định đều vắng lặng, dáng đi an ổn phúc lành. Thích phạm tứ thiên biến hiện các thứ oai lực, phụng kính hầu hạ theo sau Đức Như Lai. Bây giờ Thánh Tôn đến dưới tuyết sơn, đứng ở phía bên phải, bảo hiền giả Đại Mục Kiền Liên: Ông hãy đến cung điện là chỗ ở của vua vô nhiệt, và bảo rằng Đức Như Lai đã đến đúng lúc, mời Đức Thế Tôn vào. Hiền giả Đại Mục Kiền Liên vâng theo thánh chỉ, bay ngay vào ao lớn vô nhiệt, hiện nơi hư không, cách mặt đất 7 trượng, hóa thân, giống như vua Kim Sứ Điệu đứng trên cung điện Long Vương A Đậu Đạt, bảo với Long Vương: Đức Như Lai đã đến.
Các Long Vương và các thể nữ không ai mà không ngạc nhiên, kinh hoàng, hoảng sợ, lông trong người dựng đứng, chạy trốn bốn hướng, cùng bảo nhau rằng, ao này từ xưa không có chim kim sứ điểu, vậy chim này từ đâu đến? Khi ấy A Nụ Đạt bảo các người trong cung, thái tử quyến thuộc và an ủi họ, các người hãy an tâm, đừng hoảng, đừng sợ. Đó là hiền giả Đại Mục Kiền Liên, vâng lời Đức Như Lai, nên hiện thần biến ấy. Hiền giả Mục Kiền Liên đến đó bảo xong, trở về chỗ Đức Thế Tôn. Lúc này A Nậu Đạt liền cùng với các người con, thần dân, phu nhân, thể nữ, toàn thể người lớn nhỏ trong cung cùng vây quanh. Họ đều dâng hoa đẹp, hương bột thơm và các thứ hương hoa, cờ phướng, lỏng, ca sướng, các thứ âm nhạc, hòa điệu nhịp nhàng, cùng đến nghênh rước Đức Chánh Giác. Bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng với các Bồ Tát, các đệ tử, các trời rồng, các tôn thần vây quanh, đi đến cung điện Vô Nhiệt, nơi đặt sẵn các tòa cao rộng. Đức Như Lai đến rồi ngồi vào tòa sư tử cao rộng ấy, tiếp theo là các Bồ Tát, sau đó là các chúng đệ tử đều ngồi vào chỗ của mình. Long Vương xem thấy Đức Thế Tôn và các Bồ Tát, chúng hộ đệ tử đã an tọa xong, trong lòng hứng khởi vui sướng vô cùng, liền cùng một người trong cung tự tay bưng dọn đầy đủ những món ngon bổ hơn thế gian, mời dân trăm thứ ngon lạ có hương vị trời, hết lòng cúng dường Phật, đệ tử và các chúng hội để mong mọi người đều no đủ. Khi Đức Thế Tôn, Bồ Tát và các đệ tử đã ăn uống xong, lau tay, rửa bát, cũng đã hoàn tất, lúc ấy A Nậu Đạt mới thưa với Đức Như Lai, xin Đức Như Lai thuyết pháp. Bây giờ là sau giờ ngọ, Đức Thế Tôn ra khỏi thiền định, ngồi ngay thẳng để nói pháp. Chúng hội đến dự ngót cả ngàn do tuần, từ khắp nơi đến, đứng đầy cả hư không, không có kẻ hở. Trời rồng quỷ thần và người chẳng phải người, vây quanh Đức Chí Chân Chánh Giác, mọi người trong hội thảy đều vui mừng. Phẩm năm hạnh vô dục. Bây giờ Long Vương với sắc mặt hân hoan đến phía trước quỳ gối bạch Đức Phật, cuối mong Đức Thế Tôn nói pháp cho chúng hội này được nghe, khiến cho tất cả thoát khỏi sinh tử, vĩnh viễn trừ bỏ các khổ do sự chấp vào tướng năm ấm, các hành vi trần lao, mê mờ, nhơ bẩn, khiến cho chúng con mãi mãi không còn ý ba độc, trói buộc và các chúng loài rồng được dứt bỏ sự tà bậy, u tối, ẩn nấp trong tâm ý họ, khiến họ đạt đến chỗ tốt lành, làm cho ai nấy đều vui mừng, tu hạnh Bồ Tát sâu xa. Sau dù sau này Đức Như Lai có còn tại thế hay đã diệt độ, hãy khiến cho chúng con ở tại đất nước mình ra sức bảo vệ và gìn giữ chánh pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Long Vương, lành thay, này A Nậu Đạt, hãy lắng nghe nghĩa này cho kỹ, siêng năng nhớ nghĩ để trình bày chỉ vẽ cho mọi người, ta sẽ nói cho, khiến chúng hội này nhiều người sẽ thoát khỏi tội khổ, nhổ tận gốc những ý tưởng lộn xộn còn nghi ngờ trong tâm, khiến cho họ hiểu được trí rộng khắp để thoát khỏi ba cõi. Khi ấy Long Vương thưa, lành thay, thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn giả nói, chúng con cúi xin cúi đầu nhận lãnh. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương, có một pháp hạnh mà Bồ Tát nếu làm thì trời người hết sức cung kính, pháp đó là gì? Đó là quyết chí tu hành pháp sâu xa để thực hành vô dục. Sao gọi là tu hành pháp sâu xa để thực hành vô dục? Này Long Vương, Bồ Tát nương và tùy thuận vào nhân duyên mà không lìa ranh giới của hai kiến chấp. Người biết có và không, thấy được các pháp. Còn chấp vào nhân duyên, không thấy có pháp, không do duyên sinh. Kẻ ấy nghĩ, pháp dựa vào nhân duyên, không dựa vào nhân duyên, không nên không nương vào ma. Người nương vào duyên, kẻ ấy không nói tôi, cũng không nói ta. Vả lại pháp dựa vào trong duyên, nên không có ngã và ngã sở. Cái dựa vào duyên thì không có chủ, cũng không nắm bắt được. Ai theo thuận duyên phát sinh sự hiểu rõ, mau đạt được ý niệm về bốn thứ để dựa vào. Sao gọi là bốn? Đó là một, dựa vào nghĩa cùng tột, không dựa vào văn.
2. Dựa vào tuệ hành, không dựa vào thất niệm. 3. Dựa vào thuận nghĩa kinh, không dựa vào phan duyên. 4. Dựa vào pháp, không dựa vào người. Sao gọi là nghĩa? Những gì là tuệ? Sao là thuận nghĩa? Sao là niệm pháp? Nghĩa tức là nghĩa của không. Không nhận vọng kiến là nghĩa của vô tướng. Không chấp vào niệm thức là nghĩa vô nguyện. Không chấp vào ba cõi là nghĩa vô số. Không chấp vào pháp số. Vả lại, nghĩa ấy đối với pháp phi pháp vốn không có hai. Âm thanh là vô đắc, niệm tưởng là vô niệm, giới pháp xứ thì vô trụ. Vì vô nhân nên thọ mạng âm thanh ngôn ngữ là không chỗ có. Vả lại, là nghĩa pháp ấy, pháp nghĩa ấy là nghĩa vô dục. Sao gọi là Bồ Tát làm pháp nhãn, làm pháp nghĩa? Đó là nghĩa không có sắc của con mắt, tiếng của lỗ tai, hương của mũi, vị của lưỡi, xúc của thân, pháp của tâm. Đó là nghĩa không sinh sắc, nghĩa không giảm sắc, nghĩa không vì thống, tưởng, hành, thức, nghĩa không có hành thức sinh diệt, nghĩa không có sự ham muốn sắc, vô sắc, nghĩa không có ý muốn về sắc và vô sắc sinh diệt, nghĩa không ngã, nghĩa không có ngã kiến dính mắc vào, nghĩa không có nhập, nghĩa không chấp vào nhân kiến. Nghĩa không chấp vào có thân Phật, nghĩa không chấp vào ngữ pháp. Không tính số thực có chấp vào nghĩa, cũng lại không có nghĩa chấp thí, giới, nhãn, tấn, định, trí. Nghĩa, hiểu nghĩa nhập vào tất cả các pháp, đó gọi là Bồ Tát làm pháp nghĩa. Nhờ theo nghĩa này mà không thoái lui, đó gọi là nghĩa. Sao gọi là tuệ? Đó là khổ không sinh tuệ, tập không nhớ nghĩ tuệ, tận hết các tuệ, đạo không trí tuệ. Đối với pháp huyễn của ấm, các tánh, pháp tánh không hủy hoại tuệ. Đối với các tình, không giữ là tuệ. Hiểu nhập vào các pháp, rõ biết chúng sinh căn đầy tuệ đủ, ý chí nhớ nghĩ không quên. Đối với các chánh ý, không nhớ nghĩ. Đối với các loạn ý, là thiện và bất thiện như nhau. Đối với các thần túc, thân tâm tạo ra tuệ. Lại nữa, đối với các căn, rõ biết tuệ nặng hay nhẹ. Đối với giác ý, biết các pháp tuệ, nhưng đối với các lực để điều phục tuệ. Đạo là vô số, đối với tuệ tịch diệt, quán tuệ biệt pháp, khởi thủy không sinh tuệ, vị lai không trí tuệ, ở giữa không trụ tuệ. Đối với thân là hình tượng tuệ. Nói tuệ là tiếng vang, pháp tâm tuệ huyễn. Đó là Bồ Tát rõ biết trí tuệ. Lại nữa, sao gọi là thuần đạo nghĩa kinh? Nhờ nhân duyên này phát sinh mà hành giả diệt được ngu si, diệt được lão tử vô ngã. Nhưng đối với vô ngã, nhân và thọ mạng thì phải hiểu rõ về các vật. Nếu Như Lai có ngã, đều chẳng phải là chân pháp. Song đối với ba môn giải thoát, bình đẳng với ba đời, cầu ba vô trước. Đó là các pháp, thấy nó hoàn toàn vô sinh, người quán rõ và hiểu biết sẽ dứt lìa hết cảm, tình cảm thế tục. Bồ Tát đạt đến trí tuệ không cùng, nên đối với các ý niệm không còn nghi hoặc, nhập vào được hạnh này gọi là thuận nghĩa. Nó không đi về đâu, cũng chẳng từ đâu đến, niết bàn vô vi cũng không có từ đâu đến, đó gọi là thuận nghĩa. Sao gọi là như pháp? Nếu các Đức Như Lai xuất hiện hay không xuất hiện, thì pháp thân vẫn thường trụ, đó gọi là Như Lai. Như như vốn không, không tăng, giảm, chẳng hai, không hai, chân tế pháp tánh, đó gọi đó là như pháp. Không hủy pháp hành báo, hay không hành báo, gọi đó là như pháp. Người tu Đại Thừa, nhờ lục độ mà được vô cực, duyên giác một thừa, theo nhân duyên mà giải thoát, thừa thanh văn, nương âm thanh mà được giải thoát, đó gọi là như pháp. Bố thí thì được phước lớn, giữ giới được sinh lên cõi trời,
lòng nghe được trí nhiều, nhớ nghĩ thiền định thì được giải thoát, đó gọi là như pháp. Vì không tu hành đó nên có sinh tử, do tu hành thuần thục thì đạt được sự vô vi, như pháp là vậy. Kẻ ngu dùng sức mạnh của dục, kẻ trí dùng sức mạnh của tuệ, đó gọi là như pháp. Tất cả pháp ấy đều nương pháp tánh. Như vậy này Long Vương, chúng nương dựa nhân duyên mà sinh khởi, cho nên cần phải có được sự nhớ nghĩ về bốn thứ để dựa vào. Vì dựa vào nhân duyên nên mới không dựa vào sự đoạn chấp có không, đó gọi là người nào thấy nhân duyên khởi là người ấy thấy các pháp, ai thấy pháp người ấy thấy Như Lai. Sao gọi là nhân duyên? Này Long Vương, bình đẳng phát khởi hay không phát khởi đối với pháp và phi pháp, bình đẳng mà không chấp vào. Vả lại, Như Lai thì không chấp vào pháp duyên khởi, cũng không có pháp khởi, không thể được. Người biết được pháp ấy, tức là Như Lai. Với nhân duyên khởi, dùng tuệ nhãn thấy được, tuệ nhãn thấy được tức là thấy các pháp. Người thấy các pháp tức là Như Lai, đó gọi là ai thấy được nhân duyên khởi thì thấy pháp, ai thấy pháp thì thấy Như Lai. Lại nữa, Như Lai nhờ pháp mà thấy pháp. Như vậy, này Long Vương, nếu dùng pháp này tu hành tương ứng để giải thoát, người đó được gọi là Bồ Tát không có hành dục. Này Long Vương, Bồ Tát vô dục, không làm theo thói quen của dục, vui thích việc hiền tánh, bỏ điều không phải hiền tánh, siêng năng ưa thích được và ở vào dòng hiền tánh, rộng rãi sa khiến các tuệ, vì pháp mà tạo sự giữ gìn, tu sự nghe nhiều, chỉ nhớ không quên, không bỏ giới thân, trí thân không nghiêng ngã, định thân không dao động, đối với tuệ, thân khéo trụ vững vàng, giải thoát tuệ kiến, thân vững vàng khó chuyển, nhờ đó giải thoát tuệ kiến vậy. Lại nữa, này Long Vương, Bồ Tát vô dục được vô số chánh pháp độ nghĩa của Phật, cũng có đầy đủ vô số yếu tuệ của chư Phật, là được quả biện tài vô tận của chư Phật, được thông vô lượng thần túc của chư Phật, nhân đó đưa đến vô số hiểu biết quyền xảo của chư Phật, vào khắp vô lượng hạnh của chúng sinh, vượt qua vô số cõi nước của chư Phật, nhờ đó thấy rõ vô số trăm ngàn đức Như Lai, có duyên nghe được vô số các pháp, đạt được vô số nghĩa, vô số tuệ, hiểu vô số hạnh và độ vô số chúng. Như vậy, này Long Vương, Bồ Tát vô dục thường nên trong sạch tiêu trừ hết các ô uế để công đức vô lượng, tự do không có chỗ dính mắc đối với ba cõi. Vì sao? Vì vô dục ấy từ tâm sinh ra, có ba việc từ tâm sinh ra, những gì là ba? Đó là từ tâm dục sinh, từ tâm ái sinh, do tâm sinh khởi. Đã có ba thứ sinh quán nơi sinh khởi, là quán sự sinh khởi, là quán sở hành, quán tâm vô xứ. Lại có ba sinh diệt tịch chuyên nhất hiểu rõ nơi quán như pháp tùy hành. Lại có ba sinh đức đủ nhân điều dùng làm tịch tỉnh từ hành chuyên cần sinh. Lại có ba việc từ nơi hạnh ngay thẳng, không có vô định nhân từ điều nhẫn. Lại có ba việc không đắm chìm nghi ngờ, thuận theo thiện không thô tháo, chế độ sống đơn giản. Lại có ba việc từ không sinh, lại từ vô tướng cũng từ vô nguyện. Lại có ba việc từ tâm sinh ra các pháp vô thường, các pháp đều khổ cũng do tâm sinh, các pháp vô ngã cũng từ tâm sinh. Lại có ba việc từ tâm sinh ra các pháp vô thường, các pháp vô ngã, diệt tận vô vi, tất cả đều từ tâm sinh ra. Như vậy, này Long Vương, Bồ Tát chẳng diệt cũng do tâm sinh. Đó là các vị ấy không xả bỏ trí tâm rộng khắp, thức hành bình đẳng với tất cả, vì lòng đại từ nên không bỏ chúng sinh, vì lòng đại bi nên không nhàm chán sinh tử, vì lòng đại hỷ nên bình đẳng xa lìa sự mừng giận, vì quyết bảo vệ nên có tuệ thí mà không mong báo đáp, vì các giới học hạnh đức nghĩa đầy đủ nên bên trong tránh được lỗi của mình, không nói chuyện xấu của kẻ khác, hay nhẫn chịu các hạnh không tốt của chúng sinh, muốn làm cho người khác tâm vững chắc như kim cương, tập hợp các điều lành làm gốc của các đức hạnh, không tiếc thân mạng, đạt được đến tất cả định chánh thọ, tâm không mệt mỏi, không vì chánh thọ mà có trụ sinh, hiểu trí dùng quyền xảo tùy thuận chúng sinh,
dùng tuệ chân thật độ thoát các trí. Người muốn đạt được thanh văn thừa, duyên giác thừa thì hiển hiện sự nhớ nghĩ Phật Pháp, cầu các Phật Pháp. Vì hay nhẫn chịu các khổ, nên rộng nói Pháp, đừng vì lợi dưỡng mà cung kính, nên coi thường vứt bỏ. Chỉ đủ không nhằm chán các tướng đức hạnh, đầy đủ trí tuệ, học rộng nghe nhiều, học tập theo bản lành, nên gặp thiện tri thức. Vì khiêm nhường cung kính nên được hạnh khiêm cung. Vì hàng phục tâm tự đại nên chế ngự được tâm tự đại. Vì chí hạnh đầy đủ nên ý hạnh đầy đủ. Vì không có vua nịnh nên xa lìa vua nịnh. Vì nói và làm phù hợp nhau nên không bị khinh khi. Vì tu hành thành tín nên nói lời chân thật. Vì lìa các sự lừa dối nên diệt trừ lời nói dối. Vì để sinh tâm thành tính nên tâm luôn thành tính. Như vậy, này Long Vương, đã có Bồ Tát nào sinh tâm này, gọi đó là vô dục. Lại nữa, này Long Vương, Bồ Tát vô dục thì ma không thể tự tiện hạn chế. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy tương ưng với sự vô hạn, cũng không hành pháp có hạn. Sao gọi là pháp hạn? Dục, dâm, tức giận, si là pháp hữu hạn. Bồ Tát đối với chúng không có chỗ dính mắc, vì vậy mà gọi Bồ Tát ấy là vô hạn. Thanh văn thừa, duyên giác thừa đều là hữu hạn. Bồ Tát trụ nơi phổ trí tâm rộng khắp, nên ma hoàn toàn không thể tự tiện hạn chế. Hữu niệm, vô niệm, tưởng niệm là hữu hạn. Bồ Tát nhờ lìa các tương ưng của niệm, nên ma không thể tự tiện hạn chế. Như vậy này, Long Vương, có hai việc mà Bồ Tát cần phải biết rõ, cần phải xa lìa. Hai việc đó là gì? Đối với thầy bạn, đã không có tâm kính trọng mà còn tự đại, cống cao, khinh người. Đó là hai việc. Là có hai việc của ma. Đó là bỏ kho tàng sáu pháp ba la mật của Bồ Tát, tâm trở lại ưa thích thực hành các pháp của thanh văn và chuyên giác. Là có hai việc, những gì gọi là hai. Đó là không có trí tuệ mà muốn làm việc quyền xảo, ưa thích sống gần cùng các chúng sinh đạo lạc, vọng kiến. Lại có hai việc, nghe ít trí kém mà tự cho là đạt được trí tuệ, tuy có thông hiểu rộng rãi nhưng lại tự đại. Lại có hai việc, đức độ ít ỏi mà mong được tôn quý, hoặc tu đức hạnh mà lại thích tiểu thừa. Lại có hai việc, không bảo vệ chánh pháp, không cứu chúng, giúp chúng sinh. Lại có hai việc, chí không thích học tập theo các Bồ Tát và tụ hội với chúng có trí sáng thông đạt, chuyên làm việc bài bác chê bai các Bồ Tát thanh cao. Bao nhiều lần chủ tâm khởi sự ngang che, làm trở ngại pháp sư, làm chướng ngại sự giáo huấn của thầy, là còn nhiều vua nịnh. Lại có hai việc của ma, bỏ các gốc đất tâm còn lại toàn điều vô đức. Lại có hai việc, tuy ở chỗ an nhàn nhưng vẫn mong tưởng đến tham sân si, ý thường náo loạn, nếu du hành trong các thôn ấp tâm sinh tham lợi. Lại có hai việc, với loại phi nhân là nói pháp căn bản sâu xa, với người cần nói pháp thì lại không nói. Lại có hai việc, không hiểu việc của ma, xa lìa trí rộng khắp, ý thường thác loạn. Như vậy, này Long Vương, sắc tướng các việc ma của ma là như vậy, Bồ Tát vô dục bệnh viện không có các việc ấy. Lại nữa này Long Vương, nếu có Bồ Tát tu hành trong sạch thì phải vô dục, phải đạt đến 16 đại lực của Bồ Tát, nhờ các lực này nên hàng phục chế ngự ý chí mình mà hóa độ chúng sinh. Những gì là 16 đại lực của Bồ Tát? Đó là chí lực, ý lực, hành lực, tàm lực, cường lực, trì lực, tuệ lực, đức lực, biện lực, sắc lực, thân lực, tài lực, tâm lực, thần lực, hoằng pháp lực, hàng phục chư ma lực. Bồ Tát vô dục được màu 16 lực lớn này. Sao gọi Bồ Tát là chí lực? Này Long Vương, Bồ Tát chí lực có thể ngắm xem tất cả tổng trì do chư Phật nói ra, đó gọi là chí lực. Ý của Bồ Tát này tương ứng giới hạnh của chư Phật đối với chúng sinh không bị đoạn trừ chướng ngại, đó là ý lực.
có thể đạt được tất cả âm thanh nói ra, hiểu rõ các nghĩa, đó là hành lực, lìa các việc ác, hưng khởi các pháp đức, đó gọi là tàm lực, gặp tất cả những tai nạn, vẫn không làm điều phi pháp, đó gọi là cường lực. Dù có ức ngàn ma binh, vẫn không dám làm trả lại, đó là trí lực. Thông đạt giữ gìn pháp, bình đẳng chỉ bày cùng học, không làm cho quên, đó là trí lực. Trì lực, không chấp không quên, đối với trăm ngàn kiếp, những điều nói ra không ngại không đoạn, tùy ý mà hiểu các pháp, đó là biện lực. Nếu có các thích phạm và tứ thiên vương đi đến, Bồ Tát vẫn im lặng không đổi sắc, đó là đoạn chánh lực. Nếu có mong ước được Phật báo trên đầu, mới nghĩ đã liền có, đó là tài lực. Hơn các ngoại đạo độc tôn giữa mọi người, đó là thân lực. Với tâm chúng sinh có thể được nhất tâm, biết tâm chúng sinh mà thuận hành hóa độ, đó là tâm lực. Nếu chúng sinh cần dùng thần túc để hóa độ, thì hiện thần biến để cho chúng thấy, đó là thần túc lực. Nếu có thuyết pháp để mọi người nghe, thì không nói nửa chừng, họ nghe và làm theo, nên trừ hết các khổ, đó là hoằng pháp lực. Nếu khi thiền định chánh thọ thì vâng theo chỉ giáo của Phật, được pháp hành huyền thánh, đó là hàng ma lực. Đó gọi là 60, 16 đại lực của Bồ Tát. Nếu có người tu hành tâm trí mong ước 16 lực này mà muốn thành tựu thì phải tu vô dục. Này Long Vương, bây giờ tất cả dòng nước đều chảy về biển cả, các hạnh của đạo pháp 37 phẩm đều trở về vô dục. Lại nữa này Long Vương, các cây cỏ tốt đều sống trên đất, các pháp thiện hạnh đều nhờ vô dục. Này Long Vương, ví như chúng sinh yêu thích chuyển Luân Thánh Vương, nếu có Bồ Tát vô dục thì các trời, loài rồng, quỷ, người ở thế gian đều ưa thích. Bấy giờ Đức Thế Tôn vị A Nậu Đạt và các thái tử nói bài kệ tụng, dục là tuệ Bồ Tát, chỉ mong cầu Phật đạo, phải nên lìa pháp uế, thường xuyên hành vô dục, tuệ giải pháp nhân duyên, không dựa vào cái thấy, thấy pháp do nhân duyên, không duyên không có pháp, duyên sinh đó không sinh, nên chẳng phải tự nhiên, duyên lành ấy cũng không biết không nên vô dục, chấp duyên mà vô tướng. Thoát nguyện tịch lại tịch, đạm bạc như ngu dại, nơi ấy ma không hại, thấy pháp không chấp duyên, với mình không tôi ta, nếu không ta không người, biết đó là vô dục, không chủ không gìn giữ, không lấy cũng không bỏ, giải thoát không giữ bỏ, lìa dục thường hiệu pháp. Quán nghĩa không trang sức, tuệ hành thoát khỏi thức, hiểu rõ thuận nghĩa kinh, lương pháp không vì người, nghĩa không là pháp Phật, giải thoát không tướng nguyện, không dựa vào thấy nghĩ, ý nghĩa là vô dục, với pháp không có hai, âm thanh không thể được, dùng pháp khó lay động, không nhập nghĩa vô dục. Nghĩa pháp, nghĩa vô dục, mắt tai không sắc thanh, mũi miệng lìa hương vị, thân tâm không cánh pháp, không sắc sinh oai nghi, cũng không lìa thống tưởng, cũng không nghĩa thức trụ, được vậy hợp nghiệp pháp, không trụ nghĩa ba cõi, cũng không nghĩa tôi ta. Thế Tôn không sắc thân, không chữ nghĩa nói pháp, chấp số nghĩa phi pháp, tư yếu không nên làm, chẳng giới nhận tấn định, tuệ vô ngã Thế Tôn. Các pháp hiệu vô nghĩa, trí gọi là pháp yếu, với nghĩa khác phi nghĩa, vô dục là Phật pháp, vô sinh biết trí tuệ, không khởi diệt có không. Không sinh cũng không diệt, như vậy cần phải tập biết tiếng ta như huyễn, biết nó như pháp tánh, hiểu bên trong như không, rõ vậy là vô dục, biết pháp đi về đâu, biết rõ tâm chúng sinh, dứt niệm để chánh ý, vô dục được tuệ này, ý đoạn không có hai, thần túc tâm bay cao, nhờ lực nên không ngạo, biết ngăn chặn các căn, giác định hiểu nhờ trí, biết rõ tám đường thẳng, tề quán nơi diệt hành, biết chỗ pháp đi về, pháp vốn không có sinh, tương lai thì chưa đến, pháp hiện tại không dừng,
vô dục biết như vậy. Thân vốn không kiên cố, nói không như tiếng vang, tâm huyễn giống như gió, vô dục hiểu như vậy. Biết nói thuận nghĩa kinh, hiểu rõ nơi nhân duyên, diệt gốc si sinh tử, vô dục là nghĩa tuệ, không ngã nhân thọ mạng, hiểu rõ pháp phi pháp, nhờ thoát khỏi ba môn. Đã nói không đừng chấp, vô sinh thấy diệt đạo, tập tuệ như hạnh tục, không theo tâm ý sinh, vô dục biết hạnh này, pháp tánh luôn trụ vậy, Phật hưng và diệt độ, không hai hiểu không hiểu, vô dục biết pháp này. Tích chứa như bản tế, nó chứa đủ các pháp, chứa không và nhân tế, vô dục được trí này, pháp tánh thường an trụ, biết khởi như diệt độ, không biết cho là hai, pháp vô dục như vậy, không hai tốt không tốt, biết pháp không tội báo, Phật pháp không từ ngoài, từ hạnh vượt vô cực. Nhờ lìa nhân duyên giác, tiếng giải thoát thanh văn, tuệ trí được giàu lớn, giữa giới được sinh thiên, nghe nhiều được trí tuệ, giữ ý độ chúng sinh, đến thánh cũng giữ ý, pháp vô dục như vậy, lực thường chuyển các dục, trí tuệ đến pháp tồn, bình đẳng nghĩ các pháp tánh thường không được, biết rõ nhân duyên khởi, nên đặt bốn đức hạnh, biết nghĩa cùng với pháp thuần nghĩa biết vô dục, quán duyên nên thấy pháp, nhờ pháp thấy Thế Tôn, bình đẳng pháp khởi diệt, vô dục hiệu tôn pháp, dấu nhân duyên không có, pháp âm thanh không giữ, pháp ấy thấy gốc không, thánh gọi là Như Lai, dùng tuệ thấy nhân duyên, không thấy chẳng thấy pháp, tuệ sáng rõ nhân duyên, gọi là thấy Thế Tôn. Nếu cầu hạnh vô dục, yêu thích các hiền thánh, pháp tánh hoại không bỏ, vẫn giữ giống hiền thánh, thường hộ chánh pháp Phật, vô dục nghe không quên, không lìa bỏ căn giới, với định được bất động, biết thân tuệ không động, thường trụ thân giải thoát, tuệ giải thoát sở kiến, vô dục thường an trụ, người hiểu các Phật pháp, vô lượng các thánh đạo, được đủ thần túc Phật, hiểu đạt tất cả hạnh, biết hạnh tình ý chúng, bỗng nhiên dạo các cõi, được thấy các Như Lai, nghe chư Phật thuyết pháp, nghe rồi hiểu rõ nghĩa, bày cho vô lượng người, biết được số ức số hạnh, chí được hướng kiên cố, vô dục thường tự tại, hàng tâm nhập công đức, phục ý kiến vô dục, trọn chẳng đổi dời này, tâm đã thoát các ấm, biết rõ chỗ khởi diệt, quán diệt không chỗ có, sở tập cũng là không, tánh nghe chỗ tâm hành, không dối thường ngay thẳng, không nịnh điều nhân thiện. Đức vô dục như thế, giải thoát không tướng nguyện, hiểu khổ biết sinh tử, pháp vô ngã luôn vắng, vô dục từ tâm hạnh, phổ trí tâm đẳng từ, dùng bi độ chúng sinh, vui không chán sinh tử. Giữ hạnh thật vô biên, đã cho không mong trả, tự xét lập các hạnh, nhẫn nại tốt không tốt, mong cứu thoát chúng sinh, siêng năng cần tu đức, không tính đến thân mạng, tiếp theo biết các định, cũng không tùy theo định, tuệ định đại tinh tấn, với số không rối rắm, bốn đế độ thanh văn, trí không chí diệt độ, vô dục đời gặp Phật, họ có các pháp này, mà không biết họ hành, pháp an trụ biết vậy, vô dục thật không cùng, hiểu là gốc tham cấu, lìa dục đó không tưởng, mà không biết nơi nào, nếu có tưởng tôi ta, họ tự khởi việc ma, như vậy vượt các hành. Các ma không thể biết, vô dục chí không quên, việc làm thường thanh tịnh, vô dục không ý chí, hành hổ thẹn không hoại, nhờ nghe hành vô dục, đẹp tuệ kính Như Lai, họ trụ như pháp trụ, đó nên như Thế Tôn, chư Phật bậc mười lực, Bồ Tát muốn phụng thờ, nghe hạnh vô dục này, ý siêng thường thọ trì, người nghe vô dục này, tinh thất rộng phụng hành, họ thường được vô dục, được quả Phật không lâu, thánh nhờ vô dục này, được vô cùng trong sạch,
vô dục được thành Phật, hóa độ vô biên chúng. Phật khứ lai hiện tại đã được các tướng đẹp cũng từ vô dục này và cũng hành pháp này. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết pháp về phẩm vô dục này. Có 42.000 trời đồng quỷ thần và nhân phi nhân ở trong hội đều phát đạo ý vô thượng chánh chân. Có 12.000 người được nhận bất khởi, đã có 8.000 người được nhận nhu tuận. 32.000 trời người, quỷ thần và rồng được xa lìa trần cấu, đều sinh pháp noãn, pháp nhãn. Là có 8.000 người được hành lìa dục, 8.000 tỳ kheo, chức sạch hết lậu. Ngay lúc ấy, tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách, cùng khắp mười phương bỗng nhiên được sáng, trong ao vô nhiệt dưới núi tuyết, khắp chung quanh đều hiện những điều chưa từng nghe thấy, diệu hoa đẹp rực sáng đến tận đầu gối. Ở trong nước ao sinh ra nhiều việc khác thường, hoa sen tươi đẹp, lớn như bánh xe. Ở trong hoa ấy có nhiều hương thơm, có vô số sắc hoa với 100.000 các loại, tất cả đều do oai thần của Phật hiện ra vì pháp này mà khởi tâm cúng dường để làm vui lòng Long Vương vô nhiệt não. Vậy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.